chúng ta đã kết thúc xong chuỗi bài học về ăn uống. Bạn đã ghi nhớ hết tất cả những từ vựng trong những bài học trước chưa? Hãy quay lại và ôn lại toàn bộ bài học về ăn uống một lần nữa trước khi chúng ta chuyển sang chuỗi bài học về các phương tiện giao thông này nhé. Nào, bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các từ vựng tiếng Anh chỉ phương tiện giao thông đường thủy và đường hàng không nhé. Đầu tiên là boat, thuyền. Boat. 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 Speed boat là tàu siêu tốc. Speed boat. Speed boat. Speed là tốc độ, phải không nào? Và boat là thuyền. Thuyền mà đi với tốc độ nhanh, đó chính là tàu siêu tốc. Speed boat. Speed boat. Speed boat. Một lần nữa nào. Speed boat. Rowing boat là thuyền chèo. Rowing boat. Động từ row có nghĩa là chèo. Khi muốn chỉ chức năng của một vật gì đó, ta sẽ thêm doing vào sau động từ đứng trước danh từ để tạo thành một danh từ ghép. Ví dụ, đôi giày có chức năng để chạy, ta gọi là running shoes. Và thuyền chèo là rowing boat. Rowing boat. Tanker vừa là tàu chở dầu và vừa là xe chở dầu. Tanker. 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 Ferry là phà. Ferry. 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 Ba lần nữa nào. Ferry. 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 Bạn thử đoán xem từ canoe có nghĩa là gì nào? Chính xác, nó là cano hay xuồng. Hãy đọc chuẩn nhé. Canoe. 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 Alright, chúng ta ôn lại nhé. Thuyền là gì nào? Ok, chính xác. Boat. Tàu siêu tốc. Speed boat. Thuyền chèo. Rowing boat. Phà. Ferry. Tàu hay xe chở xăng. Tanker. Cano, xuồng. Canoe. Tiếp theo, yacht là thuyền buồm nhẹ. Hãy chú ý cách phát âm của từ nhé. Yacht. 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 Hai lần nữa nào. Yacht. Yacht. Tiếp theo, từ này dễ rồi. Ship là tàu thủy. Ship. 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 To lên nào. Ship. Và ta có cargo ship là tàu chở hàng. Cargo ship. Cargo ship. Cargo ship. Một lần nữa nào. Cargo ship. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các phương tiện đường không nhé. Đầu tiên là cable car.
là cáp treo. Cable car. Cable car. Cable car. Hai lần nữa nào. Cable car. Cable car. Airplane hay plane hay aircraft đều có nghĩa là máy bay nhé. Airplane. Plane. Aircraft. Airplane. Plane. Aircraft. Airplane. Plane. Aircraft. Helicopter là máy bay trực thăng. Helicopter. 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 Hai lần nữa nào. Helicopter. Helicopter. Jet là máy bay phản lực. Jet. 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 Để nhớ từ này, bạn có thể nhớ tới từ Jetstar. Tiếp theo, glider có nghĩa là tàu lượn. Glider. 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 Nào, chúng ta ôn lại toàn bộ bài học của chúng ta nha. Pha là gì? Chính xác. Ferry. Tàu thủy. Ship. Tàu chở hàng. Cargo ship. Thuyền. Boat. Thuyền buồm nhẹ. Yacht. Tàu siêu tốc. Speed boat. Thuyền chèo. Rowing boat. Tàu hay xe chở xăng, dầu. Tanker. Cano hay xuồng. Canoe. Máy bay. Airplane. Aircraft hay plane. Máy bay trực thăng. Helicopter. Máy bay phản lực. Jet. Và tàu lượn. Glider. Cáp treo. Cable car. Ok, bạn đã ghi nhớ hết tất cả các từ vựng chưa nào? Đã đến lúc bạn cần làm bài tập rồi. Hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo nhé. Bye bye!